Mở đầu tiểu mục cà phê giải trí, mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin Be Your Best, một sân chơi dành cho những tài năng trẻ. Thưa quý vị, được tổ chức bởi đơn vị đào tạo thành công tại các đại diện Việt Nam giành giải cao tại các đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế. Be Your Best là chương trình thời trang đặc biệt và quy tụ những gương mặt đình đám của giới mẫu điệu. Với đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội mang tên Nova, ngôi sao lớn, những chương trình đã mang tới cơ hội tỏa sáng cho nhiều tài năng trẻ đam mê nghệ thuật. Với 4 bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế danh tiếng và các nhà thiết kế trẻ, đêm diễn Be Your Best Chapter One mang tới một màu sắc khác biệt khi pha trộn hài hòa các phong cách từ hiện đại đến truyền thống. Bộ sưu tập lần này thật sự mình muốn mang đến một cái câu chuyện rất là đầy ý nghĩa. Các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều cái trang phục được tái chế và dựa trên một cái ý tưởng là từ những câu chuyện của cây tre Việt Nam trên những cái nền đan lát rồi mây tre đan, kết hợp với những cái sự tái chế từ những cái trang phục từ quần jean cũ hoặc là những cái chất liệu cũ được làm mới lại. Mình muốn đem đến một cái câu chuyện là hãy bảo vệ môi trường, hãy tạo ra những cái sản phẩm thời trang mà nó mang được cái ý nghĩa bền vững, sống cùng với thời gian. Hôm nay mình có mang đến một cái bộ sưu tập là Vân Long Lưu Vũ. Bộ sưu tập này thì lấy cảm hứng từ rồng, nó là một cái mạch từ quá khứ đến hiện tại và mở ra chương mới cho tương lai. Cái dòng thời trang mà mang những cái nét văn hóa đến rộng rãi cho tất cả mọi người, thì không chỉ những bạn trẻ, những em bé hay là kể cả những người cao tuổi, không nhất thiết là phải người mẫu chuyên nghiệp, không nhất thiết là phải người mẫu đình đám, mà họ vẫn tự tin họ mặc những cái trang phục mang cái nét văn hóa Việt và của truyền thống Việt. Buổi trình diễn ngày hôm nay có tất cả là 4 bộ sưu tập của 4 nhà thiết kế. Và đây thì chắc là các bạn cũng đã thấy thì đó là những cái bộ sưu tập của các nhà thiết kế, có những nhà thiết kế rất là nổi tiếng và cũng có những nhà thiết kế mới bắt đầu. Thì mình hy vọng đây sẽ là một cái sân chơi thường niên để cho BYB Academy nói riêng cũng như là tất cả các bạn người mẫu nói chung có một sân chơi thật là lành mạnh, thật là có nhiều bộ sưu tập, thật là nhiều ý tưởng để các bạn có thể tỏa sáng. Mang tinh thần của những người trẻ, những chàng trai cô gái của thế hệ Gen Z, dám nghĩ khác, làm khác. Ngoài ra nghề mẫu chuyên nghiệp, show diễn còn mang tới cơ hội tỏa sáng cho những người mẫu mới, được tự tin thể hiện cá tính riêng. Sau khi mà các bạn có một cái cơ hội để các bạn trình diễn trên sân khấu cũng như là luyện tập với các người mẫu đã chuyên nghiệp rồi, thì các bạn ấy trở nên tự tin hơn, trở nên mạnh dạn hơn rất là nhiều và các bạn ấy có thể là sẵn sàng để thể hiện những cái cá tính của bản thân mình hơn, đạt được những cái sự tự tin và luôn luôn là thể hiện bản thân mình tốt nhất có thể. Như chương trình là Nova có nghĩa rằng là những cái vì sao mới, những ngôi sao mới. Đa phần những cô gái ở đây là những cô gái chưa được phát lộ nhưng họ chắc chắn rằng sẽ là những cái nhân tố mới khẳng định là có thể thay thế được những đàn chị của mình. Tôi nghĩ đây sẽ là một trong những cái cầu nối để giúp những nhà thiết kế mới, những nhà thiết kế trẻ, những người mẫu trẻ có thể tiếp cận đến giới mẫu điệu thời trang với những người quan tâm đến lĩnh vực này. Khởi đầu với chương 1 đầy màu sắc, Be Your Best được kỳ vọng sẽ trở thành một sân chơi định kỳ với dàn mẫu trẻ miền Bắc với nhiều ý tưởng táo bạo mang vẻ đẹp của thời trang đến với đông đảo công chúng trong thời gian tới.